Ngày 7 tháng 12, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2023 dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nề nếp hiệu quả công tác quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ thành phố Hồ Chí Minh ngày càng vững chắc, đầu tư kinh phí lớn cho quốc phòng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn đặc biệt quan trọng, một động lực tăng trưởng rất lớn nên cần quan tâm đặc biệt về công tác quốc phòng quân sự. Thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành một trung tâm kinh tế thương mại tài chính lớn thì công tác quốc phòng quân sự phải bám sát nhiệm vụ để triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị thời gian tới thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm xây dựng các phương án quy hoạch khu vực phòng thủ vững chắc, chính quy. Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt triển khai hiệu quả các nghị quyết về phát triển thành phố, kết hợp nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.